Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một phần của chuyên đề CEO tầm nhìn thế kỷ 21 và thời đại công nghiệp 4.0. Tại buổi nói chuyện về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 do diễn giả Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Epoxic Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng trong chuyên đề này. Công nghiệp 4.0 không giải mã được cái giấc mơ. Và đây mới là những điều lớn lao hơn mà tôi muốn nói. Tôi về nước với duy nhất một giấc mơ. Và cái hình này là cái hình anh Trương Gia Bình. Thấy hình này, anh nghe bài nói của tôi, anh nói em về giùm anh. Anh cần thay đổi toàn bộ lãnh đạo FPT. Hôm đấy tôi về, tôi nói chuyện trong hội nghị của FPT. Đây là một cái hình tôi mua bên Pháp. Cái tem gọi là tem Indochine. Đông Dương. Viết 1009 cách đây hơn 100 năm. Hà Nội lúc đấy được gọi là Tokin, xứ Bắc Kỳ. Nó chưa có đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 1909 tới năm 45 chúng ta mới tuyên bố Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày xưa người Pháp với toàn quyền Đông Dương vào Việt Nam, không biết gọi Việt Nam là cái gì thì nó đặt Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ. Đây là một cái postcard ở bên Pháp, một ông người Pháp viết về cho gia đình. Anh ơi, ở Hà Nội tháng 2 năm 2009 khá là lạnh, vân vân. Các anh chị biết một thông điệp gì từ cái tờ này không? Nếu tôi đi qua Pháp, tôi mua postcard, tôi gửi về gia đình thì tôi lấy hình gì? Tháp Eiffel đúng không? Tôi qua Tây Ban Nha, nếu mà tôi mê bóng đá thì tôi vào sân Nou Camp, tôi chụp cái hình sân Nou Camp tôi gửi về. Người Pháp đến Việt Nam không biết diễn tả Hà Nội là cái gì, chọn một hình ảnh cu li. Đây là hình ảnh Việt Nam trong mắt của thế giới. Và tôi nói thật với các anh chị, đây là một nỗi đau lớn nhất 100 năm qua. Chúng ta làm gì để thay đổi hình ảnh này? Xin thưa các anh chị, chưa làm gì cả. Đất nước Việt Nam hiện nay về GDP, về lao động vẫn là cu li của thế giới khi làm ở một cái phân khúc quá thấp. Tôi nói với anh Trương Gia Bình một câu rất đau, tôi để logo FPT đây. Tôi nói anh Bình ạ, tôi nói trước hội đồng chiến lược của họ, tôi nói các anh phát triển tốt, trúng cổ phiếu, dịch vụ làm gia công khắp nơi có tiền. Đồng chí CFO, giám đốc tài chính của tập đoàn chạy một con Phantom Rolls Royce 1 triệu đô đặt trước công ty. Hoành tráng, tỷ phú đô la hết. Nhưng tôi nói thật các anh nhé, đầu của các anh không khác ông cụ mình là mấy. Vì các anh vẫn đang trả cho lương một kỹ sư phần mềm 8 triệu. Kỹ sư phần mềm mà nhận từ 8 triệu tới 10 triệu là hạng bét của công nhân trên thế giới. Và chúng ta vẫn là cu li cho thế giới. Thì làm sao thoát hình ảnh này các anh chị? Đấy là trách nhiệm để dân tộc ta không mãi mãi. Các anh chị tưởng tượng 100 năm nữa, con cháu chắc tôi lại đứng trên diễn đàn vẽ một cái hình nữa là à, ông cu li này bây giờ mặc đồ hiệu, mang cà ravat, chém gió. Nhưng đầu vẫn là cu li. Tôi giấc mơ thay đổi điều này. Và liệu thay đổi được không? Thì Singapore đã thay đổi, Malaysia đã thay đổi. Thế chúng ta mắc kẹt cái gì trong tư duy này? Tôi có mấy câu chuyện trước khi vào. Đây là bài giảng quan trọng nhất cho cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp trong FPT. Chúng tôi không muốn các em bay bổng. Nói tới cái đội khởi nghiệp ngồi dưới kia, câu đầu tiên nó mở miệng là chú kiếm tiền giùm con. Khởi nghiệp không phải là đòi tiền. Khởi nghiệp là tạo ra giá trị rồi ai đó mới mua giá trị đấy bằng tiền. Tiền càng đổ nhiều vào khởi nghiệp là ôm nợ là càng chết. Khởi nghiệp là biến cái không thành có để lên một nghề nghiệp mới, để bán lên sàn chứng khoán. Mới vô khởi nghiệp đã đòi tiền rồi. Và nó sai từ căn bản. Thì các anh chị xem đây là bài giảng của chúng tôi về cộng đồng khởi nghiệp. Chúng tôi xây cho các em cái gì? Xây cái thứ mà Việt Nam Petro Vingroup hiện nay không xây được. Đó là sự chính nghĩa. Đây là logo FPT. Câu chuyện số 1 khi làm việc với Nhật Bản, họ dạy cái gì? Chữ nó hơi nhỏ, tôi đọc cho các anh chị. Người Nhật qua làm với FPT dạy tôi bài học về ngụ ngôn của kinh doanh. Đây là bác thợ xây nhà làm xây dựng. Suốt cả cuộc đời, năm ông ấy 70 tuổi, ông về hưu. Cái công ty của cái cậu trẻ này nói là bác ơi, bác xây giùm cháu cái nhà sau cùng, rồi bác nghỉ. Thì ông nói là trời, 70 tuổi, ông già, ông mệt mỏi. Ông ráng, ông xây. Và cái nhà sau cùng mà ổng làm là cái nhà chất lượng kém nhất
vì tuổi ông yếu rồi. Và khi xây xong cái nhà thì công ty do cái người giám đốc trẻ đại diện nói: bác ạ, bác làm cả đời với công ty cháu, cái nhà bác mới xây là quà công ty tặng cho cháu để dưỡng, bác để dưỡng già đấy. Các anh chị biết người Nhật dạy gì không? Đây là cái nhà kém nhất, và ông này ông nói: trời ơi, biết là cái nhà của mình thì nó làm cái đẹp nhất. Không bao giờ được ngừng cố gắng các anh chị. Khi các anh chị ngừng cố gắng, kể cả ở tuổi già, người trả giá đầu tiên là chính họ. Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản kinh khủng về sức lao động. FPT thuê mấy ông dược già về hưu, ngồi ở trong tòa nhà ở Hà Nội làm việc nghiêm túc hơn nhiều cậu thanh niên trẻ. Các anh chị thấy về tư duy nó sai không? Câu chuyện thứ hai là hệ nhân quả. Khi chúng tôi đưa phát triển doanh nghiệp bằng công cụ Balance Scorecard, tức là thẻ điểm cân bằng, chúng tôi chỉ đưa hai cái hình này để giải thích cho anh em này. Một cái cây mà xum xuê trái mà chúng ta cứ muốn đi vặt, thì cái độ đầu tư vào rễ là con người và trình độ của nhân viên, tấm lòng, cái tâm của nhân viên. Tổng diện tích phải ngang với cái này, chứ không thể đầu tư thế này mà biểu ở trên này nó ra rễ, ra trái. Nhưng Việt Nam làm gì? Đánh quả đã. Không bao giờ đầu tư cái này. Cái này đầu tư càng ít thì mới có phong bì càng nhiều chứ. Tất cả những dự án lớn ở đất nước này, trên ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đau lòng. Tôi là một kiến trúc sư, quy hoạch đô thị nát bét. Họ chỉ biết làm cho được cái dự án họ đánh quả. Họ chặt hết tất cả cây của Ba Son để xây lên những nhà bê tông chọc trời và chặn toàn bộ lượng nước thoát ra sông Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mưa một trận là ngập lên. Tại sao? Vì nó là cái bể cá. Xây bê tông lại, các anh chị về nhà các anh chị thử xây một cái bê tông xong đổ nước vào coi nó dâng lên không? Vì nó chặn hết nước rồi. Và không ai đi giải quyết vấn đề đô thị quy hoạch như thế nào, làm sao người ta thoát ra. Tôi sống ở Royal City của Vingroup 3 năm ở Hà Nội. Một cái tòa nhà khủng khiếp, to như vậy, độc đạo, một đường vô một đường ra, nó kẹt mỗi ngày 45 phút để đi một cây số. Họ bất chấp. Mục đích của họ là gì? Đánh cho xong cái quả đó rồi bán hết, thằng khác nó chịu, có phải tôi đâu. Toàn dân vào đấy mà ở. Và bây giờ những con đường độc đạo, cái khu triển lãm giảng võ sắp tới nó đã chật hẹp đường bé như vậy, chuẩn bị xây lên 10 tòa nhà, mỗi tòa 50 tầng. Tôi nói cái quy hoạch đó thì thành phố Hà Nội chỉ có nước đi bộ, không thể đi được vào. Bây giờ nó đã kẹt mà bây giờ xây 10 tòa, vẫn duyệt và Vinh vào xong, lấy dự án xong, bán hết cho Tây rồi. Và bây giờ ai vào đấy ở 10 năm sau, dân chịu. Và đây mới là vấn đề này. Các anh chị, chúng ta khởi nghiệp làm gì, chúng ta chiến đấu kiếm tiền để làm gì khi chúng ta không có chính nghĩa? Và đây một cái hình chúng tôi vừa đi đầu tư ở Miến Điện về. Anh Hoàng Minh Châu, Phó Chủ tịch FPT đem về cái hình này. Đây là bức tranh cây thốt nốt, là một cây cực kỳ đặc biệt của xứ Phật giáo ở Miến Điện. Cây thốt nốt là cây kinh tế còn cao hơn cây dừa. Đường, dầu cực kỳ tốt và giá trị kinh tế cao. 150 năm dùng được. Trồng một cây là 150 năm vẫn xài được. Nhưng mà có một đặc tính cực kỳ quan trọng. Thế hệ đi trồng cây thốt nốt không bao giờ được hưởng, vì cây này 20-25 năm mới bắt đầu khai thác được. Những quốc gia Phật giáo như Miến Điện và Campuchia trồng thốt nốt bạc ngàn vì người ta trồng cho thế hệ con cháu. Cái tư duy này khác hoàn toàn tư duy ngày hôm nay cứ đánh hết cái quả này, ăn luôn vào tương lai của con cháu. Thì cái này mà nó hỏng rồi, tôi nói thật các anh chị dựng lên những tỷ phú khởi nghiệp tương lai, nó còn tàn bạo hơn thế hệ trên. Tôi nói thật, bây giờ tôi đang tư vấn cho một loạt doanh nghiệp trẻ. Tôi nhìn thấy cách các cô cậu này đánh quả còn dã man hơn cha mẹ họ. Các anh chị biết tại sao? Vì thế hệ cha mẹ họ còn đau khổ trong chiến tranh, còn lao động cật lực của con nhà nghèo đi lên. Còn bọn này là lớn lên đã là con nhà giàu rồi. Và nó tàn nhẫn hơn rất nhiều các anh chị. Nó sai từ cái này. Và chúng ta hãy làm ơn khoan nói tới chuyện tiền và công nghệ ghê gớm, dạy con mình lại. Nếu không nó chết cả một thế hệ. Cái hình này cũng kinh khủng các anh chị. Đây là một cái hình mà anh Trương Gia Bình năm 2012 đi qua Nhật. Chúng tôi dùng để dạy cho khởi nghiệp. Funakoshi, cái trung tâm này nó bị sóng thần và cả thành phố nó sập sát Tokyo. FPT bị kẹt 190 nhân viên trong cái khu này. Các anh chị biết, chúng tôi chuẩn bị mua vé máy bay cho anh em thoát ra đi về Việt Nam hết. Thì cái bác giám đốc người Nhật, bác gọi anh Trương Gia Bình, bác nói là
Tôi xin Chủ tịch FPT nghe đây. Thời khắc này các bạn bỏ Nhật Bản đi, tôi cam đoan là tập đoàn FPT không bao giờ quay lại Nhật được. Người Nhật người ta nói là chúng tôi đã ra đảo ở và chúng tôi chết sống với cái mảnh đất này. Thế thì anh em không dám về, tại về là mất luôn business. Ông Trương Gia Bình quyết định là thôi bây giờ chỉ một cách hội đồng quản trị họp, anh bay vào Tâm Bảo ở chung với chúng nó cho qua cái tháng đó. Và anh Bình chữa phóng xạ, bọc hết người lại và bay vào Tâm Bảo ở, anh chị, ở một tháng. May quá nó không phóng xạ về tới Tokyo mà về sống sót, đem về hàng loạt câu chuyện. Và đây là một câu chuyện tôi gọi là vĩ đại nhất của sóng thần Nhật Bản năm 2012. Đây là cái lò nguyên tử nó nổ và nó sập. Thì 20 công nhân Nhật Bản này chết hết trong đó và thoát ra được có 20 người. Nhưng khi họ nhận thông tin trên đài là cái ống phóng xạ nó đang rỉ về theo hướng đường ống về Tokyo và cần phải khóa van lại, các anh chị biết họ làm gì không? Họ tình nguyện quay trở lại vì chỉ có họ biết đường khóa van thôi. Họ ghi nghệch ngoạc trên lưng áo họ tên để truyền thông nó quay phim, nó chụp hình đó. Và gia đình họ biết là họ còn cái ông đó đi vào. Anh Bình về kể một câu chuyện rất xúc động ở báo là có một đứa con gái, nó nói là bố em làm trong cái nhà máy làm công nhân, chưa bao giờ con hãnh diện về ổng. Nhưng mà ổng đi vào đây và ổng cam đoan ổng chết trong này để khóa cái van. Thế các anh chị biết khi mà chúng tôi dạy cho anh em FPT, khi có sự cố để đi vào Tâm Bảo, các bạn trẻ khởi nghiệp FPT nói gì với chúng tôi? Nó anh à, tụi em rớt nước mắt. Người Nhật họ như thiên thần ấy. Tại sao tính cộng đồng và họ tốt như vậy, còn người Việt thì tệ như vậy? Các em so sánh ngay với người Việt, các anh chị. Và tôi nói đây mới là cái điều nguy hiểm này. Nếu không truyền một cái niềm tin thì người Việt Nam, các anh chị mở báo ra, mở truyền thông ra là cái gì? Cướp giết hiếp. Nói thật các anh chị, bây giờ mở ra là toàn những cái thứ tàn nhẫn. Liệu đó có phải là bản chất thật của người Việt Nam hay không? Tôi xin thưa là không. Và chúng tôi phải làm công tác giáo dục này cho cộng đồng khởi nghiệp. Đây là một hình ảnh tôi thuyết phục các em. Suốt gần 10 năm nay đi đâu cũng nói về hình ảnh này. Các em ở đây thừa biết đây là Thượng tọa Thích Quảng Đức. Đặc biệt ở trong Sài Gòn bây giờ có một cái tượng to của thầy. Nhưng các anh chị không nghe câu chuyện của tôi. Năm 1992 tôi ra nước ngoài đi học đại học lại. Ngồi trong một giảng đường của Canada, tôi được một giáo sư Mỹ qua bài viết bằng tiếng Anh, lấy thơ của thầy Nhất Hạnh viết về Thượng tọa Thích Quảng Đức bằng tiếng Anh và dạy cho sinh viên toàn cầu ở Mỹ. Tôi một người học sinh Việt Nam được học. Cái này nó mới vĩ đại nè các anh chị. Các anh chị biết nó dạy môn gì không? Nó dạy môn gọi là Ethics, gọi là Global Ethics, tức là Mỹ học nhân loại. Trong cái môn này đỉnh cao nhất là cái ông giáo sư tôi còn nhớ tên là John Fred. Ông dạy cái môn là cái chết đẹp. Cái Mỹ học, cái đẹp nhất của loài người là cái chết. Thế ông chia ra từng tầng về cái chết. Cái chết thô thiển nhất là chết accident. Cái chết hoang dã là trong thiên nhiên con báo nó cắn đầu con thỏ chết liền. Nó đi lên từng tầng cái chết, những đó là gọi là chết hoang dã không có tri thức. Cái chết trung bình của loài người là chết già, đi vào bệnh viện và chết già. Một trong những cái chết càng ngày điểm càng cao về sự vĩ đại là chết của mục sư Luther King. Các anh chị biết cái ông người da đen gào lên giữa cái bầu cử Mỹ về kỳ thị chủng tộc. I have a dream, tôi có một giấc mơ Mỹ. Để trẻ con da đen được nắm tay đứa trẻ con da trắng đi trên đường phố. Tháng sau mắng ông chết ngay giữa quảng trường luôn. Bọn cực đoan da trắng giết. Nhưng cái chết của mục sư Luther King đã được gieo như là một quả cầu vào cái niềm tin người Mỹ về sự dân chủ. Cái nước Mỹ nó được xây trên cái nền tảng như vậy, không bao giờ ai lấy đi được sự dân chủ của nước Mỹ. Nhờ những ông như vậy, nhờ ông Luther King gieo 1967, thì gần 50 năm sau Obama lên làm tổng thống da đen đầu tiên. Các anh chị thấy nó gieo cầu về nhân quả. Thế thì tôi ngồi tôi sửng sốt và tôi nổi da gà. Cái trang slide sau cùng của một giáo sư Mỹ, ông giảng cho sinh viên thế giới là cái chết vĩ đại nhất trên toàn cầu. Mở đúng cái slide này ra. Ông mới giải thích cho tôi mới hiểu là thầy Thích Quảng Đức là một nhà sư trụ trì ở Huế, chùa Thiên Mụ. Đi cái xe màu xanh này với Tăng Ni vào Sài Gòn và tự nguyện tự thiêu cho hòa bình.
tôi hiểu lịch sử của thầy qua bài thơ của Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh và vân vân. Nhưng mà cái này mới vĩ đại nè các anh chị. Ông giáo sư Mỹ nói là cái ông nhà sư ngày người Việt Nam tại sao vĩ đại như vậy? Vì họ phân tích khoa học, đánh giá hơn tất cả mọi cái chết là ở độ nóng 1000 độ mỏng thẳng lưng. Các anh chị nên nhớ nha, tự thiêu là nó giãy giụa hết vì nó co giật. Thượng Tọa với cái hình này đi vào lịch sử là ngồi thẳng lưng. Và ngày nay có hai cái di vật là cái xe này nằm ở chùa Thiên Mụ và thứ hai là trái tim của thầy. Nó hóa vàng luôn các chị, đưa vào viện khoa học đốt không đốt 1000 độ không chảy được. Thế thì tôi nói với các cộng đồng khởi nghiệp các em nè, đừng đánh mất niềm tin. Thượng Tọa Thích Quảng Đức là máu của người Việt mình đấy. Chúng ta có một nhân vật vĩ đại mà thế giới kính nể, người Việt Nam phải đáng hãnh diện các bạn ạ. Đừng có nhìn những thứ xảy ra kể cả trong vài chục năm nay mà đánh giá lại lịch sử và văn hóa dân tộc. Và những người như chúng tôi về nước không phải để chém gió, chúng tôi về nước để đi đào lên tất cả những giá trị này, để đẩy nó lên thành business. Một công ty, các anh chị biết FPT làm gì để có chính nghĩa không? Chúng tôi tin là Internet và nền tảng công nghệ dịch vụ nó lan tỏa từng ngõ ngách, nó vừa tạo ra tiền cho tập đoàn nhưng vừa giúp đất nước, thì nó có chính nghĩa. Tôi nói FPT nha các anh chị, không sở hữu được hạ tầng như VNPT và Viettel, thuê lại làm nhưng vẫn rất lãi. Tối hôm qua tôi chia sẻ cho anh em móc hồng cầu, khoan cắt bê tông, bệnh trĩ chữa bệnh ở đâu, nó dán FPT bên cạnh đó để bán hàng mọi hẻm hóc để nó làm. Tại sao? Tại vì nó chiến đấu cho nó và nó tìm được một sự chính nghĩa. Cái video hồi nãy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là video hay nhất mà FPT làm, không nói một chữ. Hãy nhìn vào một niềm tin. Thế bây giờ là nghệ thuật lãnh đạo nè. Một doanh nghiệp mà nhìn cái người đứng đầu từ cách sống, cái tâm, tất cả mọi thứ sẽ đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp. Thì chúng ta hãy khoan vội đi theo tiền và tung hô những tỷ phú đô la nhé. Tôi nói thật là tôi chưa cảm thấy hãnh diện của bất kỳ một ông tỷ phú nào trên đất nước này. Họ đi lên bằng con đường khác với trí tuệ. Hãy chỉ cho tôi ông nào trên tỷ phú đô la đã kiếm tiền một cách minh bạch từ tài năng và từ trí tuệ để tạo ra giá trị cho xã hội, hay là vẫn đánh một quả từ đâu đó sang đâu đó. Tôi xin thưa các anh chị, ở tầm những chuyên gia như chúng tôi, thế giới người ta nhìn ra hết. Và bây giờ là lịch sử nè các anh chị. Các em tin vào cái gì? Đất nước Việt Nam có phải chỉ có lòng yêu nước hay không? Xin thưa các anh chị, sau nhiều năm về nước, tôi chỉ đọc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi thân với chị Phúc, vợ anh Trương Gia Bình. Tôi nói chị ơi, cho em chụp hình cái tủ sách của cụ. Tôi vào tủ sách tôi ngỡ ngàng các anh chị. Đại tướng Võ Nguyên Giáp hầu như chỉ đọc và nghiên cứu một nhân vật là ông Nguyễn Trãi. Bây giờ tôi khuyên các lãnh đạo này, nếu các bạn muốn học nghệ thuật lãnh đạo và xây dựng niềm tin, đặc biệt khởi nghiệp, hãy coi Nguyễn Trãi có cái gì khác biệt với tất cả các ông khác. Đinh Lê Lý Trần Lê là nhân kiệt rất nhiều nhé, từ Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt vân vân. Nhưng tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ dừng lại Nguyễn Trãi? Tôi nói cho các bạn lý do nè. Với Cáo Bình Ngô và Nguyễn Trãi nói ra được một cái tứ cực kỳ quan trọng cho người Việt Nam là yếu vẫn có thể thắng mạnh. Cái tứ này mấy ông khác không nói được. Tuy hào kiệt có lúc khác, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. À, trong mọi cuộc chiến đấu của doanh nghiệp hay là quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn luôn ở thế yếu. Các anh chị nhìn bóng đá coi, trận nào đá mà ở thế yếu là cơ hội lớn để thắng, như cái đội U23 mà đi mà bảnh kẹ mà bây giờ thế thượng phong là thua chắc luôn. Bản chất dân tộc này là lấy yếu thắng mạnh. Và ông Nguyễn Trãi, ông tài giỏi là ông phát triển điều này các anh chị. Thế bây giờ trong phát triển công nghệ nè, FPT phát triển được là ông coi thế lực Mỹ và các nước cường hào, và đặc biệt đối thủ lớn của chúng ta là ai? Trung Quốc, như một mối quan hệ kéo co. Với tinh thần Nguyễn Trãi là không bao giờ cường địch nó mạnh mãi được, hãy tìm cái điểm yếu trong nó. Và các anh chị biết điểm yếu lớn nhất của cường địch là gì không? Là nó phải ngủ. Các anh chị biết ngành công nghệ thông tin phát triển bộc phát được ở châu Á đó là nhờ ở bên kia bán cầu, cái thằng Mỹ nó phải ngủ. Trong 12 tiếng nó ngủ thì bên này cấm đầu làm thuế, làm má, làm công nghệ. Nó thức dậy cái bán hàng cho nó, nói mày mua không? Các anh chị hiểu không? Thằng Mỹ mà uống một cái thuốc gì mà nó không ngủ là chết mình luôn.
Khi công nghệ thông tin phát triển được là làm sẵn, bên kia bán cầu nó thức dậy, bán sẵn và nó mua. Và tôi nói các anh chị nha, mọi cường địch của chúng ta đều có thế yếu, và hãy phát triển đúng cái thế yếu của đối thủ. Các anh chị biết bài hát của FPT nó nhạc chế mà đi từ chiến lược của chúng tôi là gì không? Thằng Tây nó tiến thì mình giật lui, thằng Tây nó lui thì mình giật tiền, là FPT. Nó hát như vậy đấy. Và các anh chị biết, chúng tôi đưa vào bài, Bác Hồ có một công rất lớn dựng lên được đất nước, dựng nên một cơ đồ. Nhưng có hai nhân vật, thế hệ thầy của Bác Hồ và chúng tôi đưa vào bài. Hiện nay trong mọi phương thức phát triển để nhập vào công nghệ 4.0, nhập vào điều kiện về tư duy, chúng tôi cần xem lại hai nhân vật này. Cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Châu Trinh là hai nhà cách mạng làm đúng công việc tìm đường cứu nước trước Bác Hồ nha. Đây là thầy của Bác Hồ. Cụ Phan là thầy của Bác Hồ. Các anh chị biết hai cụ này làm gì? Tôi rất đau lòng. Tôi Việt Kiều, tôi về nước, tôi giảng trong một số đại học. Tôi giảng cả trường đảng Nguyễn Ái Quốc. Mấy em sinh viên trẻ của tôi, tôi có hỏi vài em thử, em biết hai cụ này khác nhau cái gì không? Nó hỏi tôi là, đóng phim nào vậy thầy? Trời ơi trời. Và tôi nói luôn, kể cả một số nhà nghiên cứu không phân biệt hai cụ này khác nhau cái gì. Hai cụ này phát triển vào đầu thế kỷ 20 ở một cái tình thế y như khủng hoảng của Việt Nam ngày nay sau 100 năm, là bế tắc cùng cực của thực dân Pháp. Hai cụ đều muốn thoát ra để tìm đường cứu nước và đều hướng về Nhật Bản. Đông Kinh Nghĩa Thục và Duy Tân. Nhưng mà điều khác nhau căn bản này các anh chị. Cụ Phan Bội Châu là người đưa ra tuyên ngôn là đấu tranh bằng mọi giá để giành chính quyền. Và Bác Hồ với Đảng Cộng sản làm tốt điều đấy đi theo. Cụ Phan Châu Trinh đã nhiều năm bị trách và bị coi là đi sai đường. Cụ Phan Châu Trinh với phong trào Duy Tân không giành chính quyền. Cụ Phan Châu Trinh đặt những câu hỏi về Minh Trị Thiên Hoàng và những nhà sáng tạo, những nhà quân sư chiến lược của nước Nhật Bản. Sau quả đại pháo của Bồ Đào Nha bắn vào thành Đông Kinh, nát cái thành, Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện, trao chính quyền cho nó luôn. Các anh chị biết tại sao? Nhật Hoàng nói một câu là, với sức công phá của đại pháo, tôi không được phép thí dân. Và nước Nhật đi một chiến lược khác là xây dựng tri thức. Nước Nhật âm thầm thua về chính quyền, nhưng sẽ xây dựng để làm sao 20 năm sau tôi sẽ học và bán lại quả đại pháo rẻ hơn cái quả đại pháo của Bồ Đào Nha. Và nó là nền tảng cho Toyota, Honda phát triển. Nước Nhật với tư duy của cụ Phan Châu Trinh, đây là tư duy của cụ Phan Bội Châu giữa sống và chết, hàng loạt án thơ vĩ đại. Liều mình như kẻ chết, sống làm chi? Các anh chị đọc những bài thơ này, nghe bây giờ giống lãnh đạo tham nhũng của mình. Sống tuổi làm chi chật đất trời, sống nhìn thế giới hổ chăng ai, sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười, sống tưởng công danh không tưởng nước, sống lo phú quý chẳng lo đời, sống mà như thế đừng nên sống, sống tuổi làm chi chật đất trời. Trời ơi, 100 năm sau nghe giống y. Tôi nói thật á, các bạn thử về đọc lại đó. Nhưng mà đây mới là cái kinh khủng của cụ Phan Châu Trinh. Và tôi trình bày bài này trên ban tuyên giáo, và chúng tôi tìm ra lời giải mã tại sao Việt Nam và Philippines mắc kẹt ở bẫy thu nhập trung bình thấp. Lời giải mã là khi chúng ta cố gắng giành chính quyền, các anh chị đọc cái câu này, tôi trích ở trên mạng về, 100 năm trước khi làm dân trí, cụ đưa ra một học trình là khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh. Những câu này nè, Việt Nam phải phát triển kinh tế và giáo dục để tự lực tự cường, hội nhập vào thế giới văn minh và mưu cầu chủ quyền độc lập, chứ không phải cầu viện ngoại bang và dùng bạo lực để giành độc lập. Trời ơi, câu này tôi đọc tôi rợn người các anh chị. Hơn 100 năm trước một nhà trí thức đã nhìn ra vấn đề này. Chúng ta cướp được chính quyền, chúng ta giành được độc lập, nhưng chúng ta phát triển bét nhè vì chúng ta không có tri thức. Ở đây lịch sử nó có tính giai đoạn, chúng ta không thể trách quá khứ, nhưng tri thức là những người phải nhìn ra vấn đề của chúng ta. Chúng ta đã có một lỗ hổng quá lớn là không đầu tư vào con cháu và tri thức. Con của các cụ, cụ đánh quả càng ngon thì thằng con nó đánh quả hơn cụ. Vì nó có được dạy đâu mà đánh, nó có được dạy cái khác, nó được dạy đánh quả.
Và đây là điểm yếu nhất của đất nước chúng ta. Đã tới lúc phải nhìn lại các anh chị, và tôi xây dựng cái học trình này. Mọi học trình của khởi nghiệp bây giờ bám vào đây. Solution, giải pháp như Singapore có không? Chuyên gia nào giúp? Khai doanh trí doanh nghiệp. Chấn doanh khí với doanh nghiệp là có giải pháp rồi thì làm gì? Make decision để không hèn. Cái khí tiết của doanh nghiệp là gì? Quyết, chơi, đầu tư, xuống tiền. Đúng thời điểm, đúng lúc. Theo những mô hình nó gọi là just right time. Các anh chị coi cụ Phan Chu Trinh dạy hết rồi. Có giải pháp, ra quyết định đúng. Và hậu doanh sinh hay là hậu dân sinh, đừng có chém gió mà hãy hỏi là có cắt được lời hay không. Dân có đỡ khổ hơn hay không? Profit mới là quan trọng. Đừng có nói là tinh thần nó lên, lòng yêu nước lên. Xin lỗi các anh chị, tất cả những mớ lý thuyết đấy nó dần dần nó thoái trào hết. Thế thì bây giờ tôi nói lại với các anh chị nha. Đây là một học trình mà hai cái kênh cực kỳ quan trọng mà chúng ta càng ngày càng kém là phát triển kinh tế và giáo dục. Các anh chị tưởng tượng Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông anh Nguyễn Mạnh Hùng mạnh mẽ nhất, vừa lên Bộ trưởng nói thẳng vào mặt Bộ Giáo dục câu: muốn thay đổi đất nước này, đầu tiên phải thay đổi Bộ Giáo dục. Một đất nước đi vào 4.0 mà ép toàn bộ trẻ con phải mang 15kg sách ở trên lưng vì phục vụ cho nhà xuất bản sách giáo khoa. Các anh chị biết đây là một thành trì, tất cả công ty và chuyên gia chúng tôi phá băng 10 năm nay chiến đấu với Bộ Giáo dục không làm được. Anh Nhã nói rất hay, từ bộ khi mà làm hiệu trưởng Đại học Quốc gia đi với tôi chém gió vậy nè. Ui rồi, thành trì này phải thay đổi pad rồi in ấn. Hàn Quốc đã học bằng một cái laptop. Chúng ta thì in sách. Vì cái nhà xuất bản này nó là một cái chỗ ăn chia. Các anh chị biết điều gì không? Bây giờ lãnh đạo same thing. Cái duy nhất là phá những cái then cài. Tôi nói ví dụ này để kết thúc là gì? Một đất nước mà tiếp tục phát triển theo quyền lợi của một số cá nhân như là cái nhà xuất bản giáo dục. Các anh chị biết sách giáo khoa trẻ con bây giờ nó còn tàn nhẫn hơn, là nó nhân gần gấp đôi cái lượng sách về số trang. Vì nó đếm trang, nó tính tiền nhà nước, và bây giờ nó in trang giấy trắng vào để làm bài tập. Ngày xưa đó, một cuốn sách của anh chị để lại cho em nó học được vì nó chỉ có nội dung thôi. Bây giờ nó lại có cái phần trang trắng, nó làm bài tập bét nhè vào đó, là thầy cô không cho làm sách cũ và phải mua sách mới với lượng giấy trắng vào trong đấy. Và một đứa trẻ con bây giờ bị đau cột sống hết, nó mang 15kg. Và đây là một thành trì, tất cả chuyên gia vào khuyên hãy bỏ đi làm một cái thư viện điện tử, sách điện tử, sách giáo khoa điện tử v.v. Không vỡ được băng. Và tôi nói rằng đây là những cái điểm then chốt. Tôi nói lại là những điểm then chốt trong công nghiệp 4.0. Nhưng như thế không có nghĩa là các em ngồi ở đây lại trách: ôi rồi anh ơi, chính phủ nó tệ như thế, em phát triển làm gì. Xin lỗi các em, công nghiệp 4.0 bây giờ nếu các em học được theo tư duy, các em bán thẳng qua Singapore. Chúng tôi quỹ đầu tư đợi các em nào có. Tôi về nước đầu tư gần 5 năm nay về ổ tri thức khởi nghiệp. Giải pháp Việt Nam không ra hồn gì cả, không bán được cái gì cả cho Singapore. Thế thì các anh sẽ xem vài slide sau cùng thôi. Khởi nghiệp sẽ đi bằng con đường gì? Tôi có một cái slide cực kỳ quan trọng gửi cho các bạn. Chúng ta sẽ có một buổi riêng về tư duy khởi nghiệp. Nhưng trong toàn bộ mô hình, tôi cho các anh chị xem một mô hình của Singapore mà chúng tôi mua về. Nó nói lên cho các anh chị rất nhiều điều về tư duy kinh doanh của khởi nghiệp trong thế kỷ 21 với 4.0. Nhà đầu tư, công ty iBoss mà chúng tôi phối hợp với Singapore mua về đây, nó gọi là thủ lĩnh số. Những thủ lĩnh sắp tới làm số. Chúng ta cần gì? Các anh chị nhìn cái mô hình này. Và đây là cái thứ mà tôi đang viết cho chính phủ về chương trình khởi nghiệp quốc gia. Họ đưa toàn bộ bài học và kinh nghiệm của khởi nghiệp vào đại học để học theo từng lớp. Level 1 tới level 8. Level 1 là gì? Ở cái tầng thấp nhất, niềm tin và sự đam mê. Đầu tiên họ đánh giá một cái nhóm khởi nghiệp ấy. Các em có đam mê không? Các em có máu chiến hay không? Nhưng đặc biệt, các em có chính nghĩa hay không? Hãy nói cho anh biết, em xây cái giải pháp này ra để bán, rồi giải quyết vấn đề gì cho xã hội. Tôi nói ví dụ Uber ve chai, Uber đồng nát. Nếu các em làm được một dự án như vậy, tôi sẽ giải quyết được tất cả chất thải sinh hoạt đồng nát. Các anh chị biết bây giờ ve chai là một vấn nạn nha. Nó cực kỳ chảnh luôn. Ngày xưa là đi mua từng cái, bây giờ giàu rồi không thèm mua nữa. Nhà nào bây giờ có thùng Mỹ kêu lại cho nó cũng không lấy luôn. Bây giờ có một phần mềm
theo tinh thần Uber, nhấn một cái tất cả thanh niên sinh viên với công ty Uber đánh giày, Uber ve chai lại nhà lấy. Tôi nói các anh chị sẽ thành tập đoàn ve chai đó, đừng có giỡn. Khi có niềm tin rồi, bọn Singapore nó trả tiền theo cái gì? Các anh chị nhìn bên này, tiền nó cho nè. Đầu tư, nhà đầu tư, chỉ đầu tư khởi nghiệp theo cái mức này. Và đây là 4.0 đưa vào công nghệ hết. Đam mê và tinh thần chính nghĩa có tiền không các anh chị? Không đồng. Việt Nam toàn bộ làm khởi nghiệp là đi chém gió đây thôi. Phong trào khởi nghiệp dựng lên trung ương đoàn, thành đoàn, vân vân vân. Không có dự án nào hết. Và Singapore nói rằng nếu dừng lại ở đam mê của các em, không ai trả tiền cả nhé. Đam mê chuyển thành ý tưởng, level ý tưởng, nó mua ngay 1.000 đô, nó cầm tiền mặt tới nó mua, bán hẳn ý tưởng của bạn cho tôi, nếu hội đồng nó duyệt mà nó thấy quá hay, nó mua ý tưởng từ trong trứng nước, chúng tôi gọi là bán lúa non. Nhưng nó mua xong nó đầu tư tiếp cho công ty phát triển, ý tưởng triển khai được, được phê duyệt, tiền tăng lên 10 lần, khả thi xong đưa ra sản xuất thử, implementation và triển khai sản xuất thử tăng lên 20.000 đô. Thương mại hóa được, sản xuất rồi nhưng có bán được không? Phải đặt mô hình trong 6 tháng chứng minh cho tôi ông mở shop, ông mở cái gì đó, ông đưa ra thị trường, có người chịu bán, chịu mua trên thị trường. Tiếp tục đầu tư lên thành tiền tỷ, 100.000 đô la. Quỹ đầu tư đang đưa giá như này để trả tiền cho mọi dự án khởi nghiệp ở đây chúng tôi đang làm. Sau khi bán được thì phải nhân chuỗi. Không ai làm khởi nghiệp mà làm có một cái cửa hàng mình hết, là phải nghĩ tới nhân chuỗi ra. Và khi replication được thì tiền bắt đầu nhân theo cấp số nhân. Ok, nhân ra. Và chứng minh được nhân chuỗi và hiệu quả lãi của chuỗi, niêm yết IPO. Ok, các anh chị thấy một lộ trình khởi nghiệp không? Ở Việt Nam chúng ta rất lạ lùng. Có những nhân vật như là Thánh Gióng, trong 2-3 năm nó chạy một phát lên niêm yết IPO luôn. Nó dựng giá lên, nó buôn qua bán lại bây giờ mấy ông, rồi bây giờ nó mua hãng máy bay luôn rồi. Cái tội lớn nhất là khi nó dựng bài lên, nó buôn bán cho nhau, nó làm giả, không ai bắt nó, và cuối cùng khi nó lên sàn được, bây giờ nó trở thành một tỷ phú. Và không cần làm tất cả điều này, lại một công thức mới cực hay mà tàn bạo hơn cha anh mình nhiều, là start up đánh quả. Đánh phát hẳn lên đây luôn. Cái tội ác này là cái ông mà ngân hàng trung ương quản lý chứng khoán là phải bắt ngay từ khi nó làm giả. Vì có những doanh nghiệp bây giờ lên sàn rất kinh khủng các anh chị, tự bán chéo với nhau, tự tạo thanh khoản và dụ gần như là lừa đảo vốn toàn dân đổ vào. Nhưng đến khi họ lừa được cục tiền to rồi, họ làm gì? Họ chuyển nó thành tiền thật bằng bây giờ họ đi mua máy bay, họ mở hãng và gần như hợp thức hóa dòng tiền. Các anh chị, ở đây tôi nói là ở những quốc gia minh bạch nó làm như thế này. Thì hiểu được concept này, các em có một tương lai rực rỡ nếu các em làm đúng. Và hiện nay đây là chương trình tôi viết chính cho chương trình ngân sách và chính phủ quốc gia. Trong cái bộ này, tôi sẽ hẹn các bạn truyền thông và cộng đồng có hai cái giá trị lớn trên toàn cầu. À, đây là một cái hình, nó hơi mờ trên cái bảng này. Tôi muốn các anh chị, tôi sẽ quay lại đây. Tôi đưa mô hình mẫu Mỹ về. Cái hình này nó rất là hay ở một chỗ, nó hai cái đường thôi. Cái đường thứ nhất là tốc độ phát triển kinh doanh và thay đổi kinh doanh của ngành. Tôi nói ví dụ ở đây tôi đang muốn giúp một vài doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng, vật liệu xây dựng và buôn bán xây dựng nội thất. Tốc độ thay đổi kinh doanh là một đường ở dưới. Nhưng cái đường ở trên này là tốc độ phát triển công nghệ. À, thế thì cái gap này nó gọi là cái gì các anh chị? Độ trên này gọi là độ trên về cơ hội. Bây giờ nói lại cho dễ hiểu để start up vào làm nè. Khi mà thị trường còn rất nghèo và phát triển ít thay đổi, tức là nó còn ấu trĩ, nó càng tệ bao nhiêu á, mà đồ chơi công nghệ này càng sẵn sàng nhiều bao nhiêu, thì xúc về một khác là bán luôn, đúng không? Độ chênh lệch này là cơ hội cực lớn. Ngành nào ở quản trị mà đang rất là kém thì đó là cơ hội lớn nhất để đi tìm công nghệ về bán. Lời ngay lập tức luôn. Đây là một bộ slide phương thức phát triển của thung lũng vàng Silicon Valley. Thung lũng vàng chỉ tập trung vào tất cả các ngành nghề mà platform. Ví dụ tôi nói trong giao thông, sau khi giải quyết được bài toán Grab của taxi, bây giờ cái bài toán chính phủ bắt đầu đụng vào cái phần nổi tảng băng này.
là tụi tài xế của xe đường dài. Các anh chị tưởng tượng trên đất nước này có 2 triệu rưỡi cái container, nó đang là hung thần ở trên đường dài. Tối hôm qua bạn Hiền chở tôi về từ Huế, suýt nữa đâm vào một cái xe, nó dừng giữa luôn làng và nó bỏ đó, nó đi ăn cơm. Các anh chị biết tại sao? Tại vì trên trục đường này không có chỗ đậu xe cho nó. Và tài xế container sẵn sàng đậu giữa đường, người ta chạy tốc độ 60-70 tông vào chết mỗi ngày. Tất cả điều này đều giải quyết bằng công nghệ được hết. Một phần mềm bãi đậu xe gần nhất, rẻ nhất, chỉ bấm một cái app như Grab Uber. Mà ông chịu tới đó đậu, tôi còn cho tiền ông nữa thì nó tới không? Tới. Chúng ta đẩy trách nhiệm về cho tài xế và người sử dụng hết mà chúng ta không giúp gì họ cả. Trong khi phần mềm chúng tôi đang xây dựng cho một cái lực lượng phía Nam nè, nhận hết thầu các đầu xe. Bây giờ các anh chị biết các công ty mà đầu xe đường dài người ta sợ lắm, người ta quải lắm rồi, người ta không muốn làm cái ngành này nữa. Vì nó tệ nạn rồi, tài xế thì phải chích, vì nó bị ép chạy thì nó phải hút để nó thức nó làm. Và tất cả tệ nạn này hiện nay giải quyết được bằng phần mềm như Uber các anh chị. Thế giới làm Uber Fresh, Uber thông minh, và nó giúp chỗ nào dư và chênh lệch cái này, chúng tôi đưa công nghệ vào làm. Xin thưa các anh chị, được không? Được. Làm không? Chưa làm. Ok. Tôi sẽ kết thúc cái phần ở đây bằng một cái slide để nói lên một cái thay đổi của chúng ta. Hãy nhìn mọi thứ bằng một con mắt tích cực. Và tôi tin rằng cái này nè, Việt Nam hiện nay cơ hội là của chúng ta nhiều lắm, nhưng thách thức là của chính chúng ta. Tôi quay lại cái từ định nghĩa sáng hôm nay của cái ông chủ tịch Diễn đàn Thế giới nói gì? Công nghiệp 4.0, the change is us. Ok. Và tôi nói, tôi có một niềm tin hồi nãy, tôi đã thuyết phục được một số anh em doanh nghiệp nè. Uber làm được, mình làm được. Hãy Uber hóa tất cả những gì hạ tầng giao dịch thô sơ hàng ngày. Tôi nói từ ve chai, tôi đang xây dựng một giấc mơ nữa là cái gì anh chị biết không? Trung tâm tập đoàn trà đá quốc gia. Nó sẽ phát triển hơn cà phê Trung Nguyên nữa. Cái đất nước này nó vẫn có văn hóa trà đá, nó vẫn ngồi vỉa hè. Nhưng các anh chị tưởng tượng nè, có một ổ kết nối tất cả hệ thống trà đá, bán trà sạch, giới thiệu được sản phẩm, làm cái dù cho tất cả bọn Grab, Uber tới nghỉ free, nhưng đưa quảng cáo vào để phát triển lan tỏa như là hệ thống marketing. Trung tâm trà đá quốc gia, những dự án này là những dự án đi vào đời sống hàng ngày. Tôi nói lại, sáng tạo khoa học là gì? Critical thinking, những suy nghĩ thiết yếu. Ve chai, rác, trà đá, những gì đang là vấn nạn của các anh chị đều nhờ công nghiệp 4.0 và phát triển vượt bậc để chúng ta kiếm tiền nhiều hơn, cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn các anh chị. Trước khi anh em hỏi, tôi tha thiết tôi muốn được xin cái câu chuyện của đồng chí chủ tịch. Anh trong giải lao anh kể cho tôi câu chuyện quá hay về công nghệ 4.0. Và nói thật là những cái câu chuyện như thế này động viên anh em rất là nhiều. Xin mời anh chia sẻ cái câu chuyện theo anh với 4.0 như thế nào ạ? Gọi là tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng đó là cái mà tôi cảm nhận được trong cái kỳ bài này đó, đó là chính là cái tâm huyết của tác giả. Hay nói một cách khác là cái khát vọng, cái mà anh vừa nói là level đầu tiên của người đó. Là có lẽ tôi nghĩ cái điều đó là rất đúng với tất cả chúng ta, kể cả những doanh nhân cũng như là những nhà quản lý. Để chúng ta không có cái đó, không có khát vọng, không có niềm đam mê, một cân là chính nghĩa, thì không bao giờ có thể là trở thành người mà hội nhập được vào cái thế giới này. Cái mà tôi cảm nhận đầu tiên là như vậy. Còn cái cách thức để mà tiếp cận về cái công nghệ 4.0 để hội nhập vào thế giới thì anh Hòa đã trình bày rồi. Có lẽ là tôi cũng dự kiến là 9 giờ 30 phút thì tôi sẽ về, nhưng mà sau đó tôi không về nữa mà tôi phải hoãn lại một cái cuộc gặp để tôi ngồi hết đến cái buổi hôm nay, là vì cái lý do tôi muốn có tất cả những cái điều lý giải về phía đằng sau. Tôi cho rằng cái bài trình bày của anh Thái Hòa rất là hay. Tôi mong rằng là cái điều quan trọng nhất là nó trong thực tiễn chúng ta ứng dụng nó như thế nào,
điều đó như thế nào. Thì đây là một câu hỏi hay là một cái đề bài đặt ra của lãnh đạo tỉnh đối với tất cả các doanh nghiệp cũng như những cái người quản lý, các nhà quản lý cũng như cả thế hệ trẻ đang nằm ở đây. Còn anh Hòa có nói với tôi là chia sẻ một chút về cái việc là có người đã ứng dụng cái công nghệ 4.0. Thì tôi nghe anh Hòa trình bày xong thì tôi có nói với anh rằng là tôi cũng đã chứng kiến là cũng có người thân các cháu nó đã tiếp cận cái này rồi. Tôi lấy một ví dụ thôi, có nghĩa là nó vẽ một bản vẽ thiết kế nhưng mà nó không hề gặp kiến trúc sư, chỉ cần đưa lên trên mạng khu đất và những cái ý tưởng, cái mong muốn thì rồi cuối cùng trao đổi với nhau và cuối cùng có một sản phẩm. Và người đó không phải mất thời gian để đo vẽ thời gian và đi ra bằng sản phẩm, và sản phẩm đó được tiếp nhận và nó triển khai ra thực tế. Đó là nó dựa vào công nghệ 4.0, cái người làm ra sản phẩm đó họ sử dụng công nghệ 4.0 kết nối và họ có thể lấy cái này cái kia để họ tham khảo cần phải cái người mà đặt hàng đó như thế nào. Cái điều thứ hai nữa tôi muốn chia sẻ rằng là người ta đã bắt đầu công nghệ thì nó rất nhiều thứ, vấn đề là mình có chịu, có cái hứng khởi để ứng dụng cái đó hay không thôi. Bởi vì nó cũng phải là khó, bởi vì mình là, thì tôi cũng kể với anh một câu chuyện là tôi cũng có một cái người thân khi họ là làm một cái phòng, thì cái phòng đó là gọi là phòng thông minh, bật nhạc có thể đặt được định vị để thức đánh thức người khác đến đó, trong lúc tắt điện thì nó có thể là mở điện, nó có thể báo động ngay điện và có thể tắt điện và điều khiển ở trong tất cả những thiết bị trong nhà nó từ xa, thậm chí ở thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được. Thì những cái đó thì tôi cũng thấy rằng là nó không phải là quá xa xôi đối với mình, vấn đề là chúng ta có chịu để ứng dụng nó hay không, có chịu để tiếp nhận nó hay không. Thì đây là một vấn đề nói lại liên quan đến cái câu chuyện của người là quản lý hay là người đặt hàng. Chúng ta có thể không làm ra những phần mềm như vậy, nhưng chúng ta có ý tưởng, chúng ta nêu ra và có nghĩa là người khác sẽ giải quyết, cái công nghệ đó thì người khác sẽ giải quyết. Tôi muốn nói điều đó để thấy rằng là tất cả những điều nghe ra thì rất xa xôi, nhưng nó rất gần chúng ta. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có cảm hứng với nó không? Chúng ta có hành động để rồi chúng ta nhận được cái lợi ích từ nó hay không? Thì đó là cả chúng ta. Hay là khi nãy nói không nghiệp 4.0 là đối với gọi là Internet of Everybody, hoặc là cái điều đó rất là đúng, bởi vì tùy thuộc vào tất cả chúng ta. Thì tôi muốn nói như vậy để cùng là lời chia sẻ, và tôi không dám nói gì nhiều hơn bởi vì đây là một chuyên gia rất là giỏi về cái lĩnh vực công nghiệp 4.0. Công nghệ 4.0 của tôi chỉ muốn nói là rất cảm ơn anh đã truyền một cái cảm hứng cho tất cả những người ngồi đây. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn một cái thông điệp từ lãnh đạo. Các anh chị, tôi mở ra đây cho các anh chị xem một cái ban giám đốc của tôi, một cái công ty trên mạng. Tôi vừa đi hát, tôi vừa làm album. Tôi làm, ví dụ trong một cái bìa album này, các anh chị tưởng tượng nhé, tất cả kiến trúc họa viên, những người vẽ của tôi ở nhiều năm qua làm việc ở khắp nơi. Và tất cả cái này, toàn bộ cơ sở dữ liệu này, hoạt động công ty của tôi nằm trên này. Tất cả ban giám đốc, mọi thứ và rất nhiều công ty, hội đồng quản trị các nơi nằm ở đây. Và chúng tôi đang không cần phải gặp nhau và phải họp. Các anh chị biết, thế giới nó đang thay đổi và tôi đang dự định đưa những cái bộ công cụ như thế này. Một cái công ty dựng ở trên mạng luôn. Đi lấy show, ca hát, đi làm mọi thứ. Một cái bạn trẻ sinh năm 1982, từ khi phát hiện ra công nghệ này, mà thật ra cũng chả phát hiện gì ghê gớm, mua của Microsoft SharePoint các phần mềm thế giới về. Nhưng quan trọng này, may đo cắt vá Việt hóa bằng tiếng Việt cho cộng đồng doanh nghiệp dùng với giá cực kỳ rẻ. 1 triệu, 2 triệu đồng làm member dùng mỗi tháng trả phí. Các anh chị tưởng tượng, dời cả cái nhà quản trị mình lên đây và không họp, không gửi mail nữa. Điều khác biệt là gì các anh chị biết không? Đây là một cái album tôi làm cách đây gần 3 năm. Tôi với ca sĩ ông Hạnh làm xong. Bất cứ lúc nào tôi quay lại, tôi chỉ nhấn nút cái thư viện thôi là toàn bộ câu chuyện và lưu trữ của cả cái album làm thời đó nó nằm trong nhà tôi.
tôi không mất đi đâu cả. Cái cô cậu kiến trúc sư này nghỉ việc, vẽ xong đi chỗ khác, không sao cả. Cơ sở dữ liệu giữ lại. Và tôi đang cam kết với quản trị chắc khoảng 2 tuần, 3 tuần nữa thôi, tôi cùng với đội chuyên gia này về đây. Tôi mong ước thật với quản trị này. Nói đủ rồi, bây giờ làm. Sau một tháng nữa, các anh chị sẽ có một vài doanh nghiệp đem những thứ đơn giản nhất của 4.0 về làm ngay và tạo ra lợi nhuận ngay lập tức. Quyết tâm các anh chị ạ. Và cái điều này nó hay hơn hàng trăm cái buổi thuyết trình mà nó thuyết phục, thì cộng đồng doanh nghiệp sẽ làm điều này. Và đây là khuyến khích cho tất cả doanh nghiệp trẻ. Tôi nói đùa để trước khi tôi kết thúc phần của tôi, để các bạn trẻ có thể hỏi vài câu. Tôi gọi đây là phương pháp Tề Thiên Đại Thánh. Công nghiệp 4.0, khi mà một ông giám đốc lên mà quản lý không nổi 1.000 người, vài trăm người trở lên, các anh chị biết doanh nghiệp mà vài trăm tỷ là quản lý rất nhiều người á, thì ông giám đốc ngắt cái cộng lông ra làm gì giống Tề Thiên Đại Thánh? Thổi một cái là ông xuất hiện khắp nơi. Còn hiện nay các anh chị chủ doanh nghiệp bị một tệ nạn nè, không có cái mặt mình ở trong công ty, nhân viên nó không làm việc. Các anh chị biết không? Các anh chị nhân bản quản trị ra, và tôi tin những hệ thống như này cực kỳ đơn giản giúp chúng ta. Và chúng tôi tin là chúng ta sẽ làm thật với công nghiệp 4.0. Câu hỏi các bạn. Các bạn khởi nghiệp có câu hỏi gì cho chúng tôi? Này, xin mời em gái. Dạ, em chào anh. Em là Hải Oanh, hiện tại em đang là điều hành Amazing Little Tour, một startup mới của ở Quảng Trị mình. Thì em còn câu hỏi như sau là, những cái gì mà anh trình bày tới sáng giờ em cảm thấy nó rất là đồng cảm, và em cảm thấy cái hướng mình đi rất là đúng với những gì mà anh đang trình bày. Nhưng có một cái mà em cảm thấy mình rất là thiếu sót, mà nếu như em hoàn thiện được cái đó thì em có thể giúp được rất nhiều bạn học sinh ở Quảng Trị của mình để có thể nói tiếng Anh tốt hơn. Đó chính là làm thế nào để sử dụng công cụ và sử dụng số hóa trong doanh nghiệp. Em cảm thấy đó vẫn là một điểm yếu của em, và em vẫn chưa biết làm thế nào để tiếp cận cả. Thì anh có thể chia sẻ, cũng giống như là cho em những lời khuyên để em có thể biết cách tiếp cận cái những cái công cụ đó ở đâu và như thế nào để em có thể hoàn thiện sản phẩm của mình. Rồi, câu trả lời cực kỳ đơn giản luôn. Cái phần mềm này là một trong rất nhiều phần mềm người Việt đã làm ra dễ dùng. Các bạn đánh giùm tôi chữ là MyXTeam, M-I dài X Team, T-E-A-M. Các bạn lên đây, các bạn sẽ có một cái video và toàn bộ free. Trong giai đoạn đầu các bạn khởi nghiệp, có doanh nghiệp nào dùng cho dùng free hết. Nó giống như Facebook, nó cho mình vào dùng phim thời gian. Trên MyXTeam này, khi em bắt đầu dùng là em bước một chân vào câu chuyện số hóa hệ thống. Khi dùng hệ thống này, tất cả nhân viên của tôi, hội đồng quản trị của tôi, công việc của tôi không bao giờ họp và gặp nhau nữa, và không gửi email luôn. Nó làm trên này, bấm từng cái này, nó giao task, nó giao công việc mà nó báo cáo lên. Nó vừa vẽ xong gửi về cho tôi nè, anh bùm tôi vẽ. Và những bạn này ngồi ở khắp nơi. Thế là nó đi vào câu chuyện đầu tiên là số hóa hệ thống bằng phần mềm hoặc là bằng platform nền tảng. Ok. Thế thì chuyện đầu tiên để trả lời cho em là muốn làm điều này, quyết tâm không làm tay nữa. Và cái quyết tâm này cực kỳ đơn giản luôn, là giám đốc nói là chúng ta trong 3 tuần nữa, tôi đang giúp một doanh nghiệp đây, dùng MyXTeam hay là dùng Microsoft, lên đây. Em gửi mail, anh không đọc. Em gọi anh đi họp, anh không quyết. Lên đây thì anh quyết. Thế các bạn hiểu không? Quyết tâm chính trị này, 6 tháng nó vật vã, nó khóc lóc đủ thứ, sau đó nó quen. Nó cực kỳ quan trọng. Và cái bạn mà làm lên cái phần mềm công nghệ này, bạn ở quản lý ở Sài Gòn, bạn đang quản lý 200 công ty như thế này. Bạn quản lý từ xa rất nhanh cái gì các bạn biết không? Ông giám đốc mà lỡ trả lời là anh mới gửi email rồi, bạn nhảy vô nhắn tin luôn nói anh không được gửi email nữa. Trả lời trên này, làm việc trên này. Thế thì dần dần nó dọn nhà lên trên này các anh chị. Nghe thì sợ. Tôi mỗi ngày, mỗi sáng ra nó chỉ nhắc tôi, anh Hòa ơi, hôm nay có 3 cuộc hội thảo. Thư ký ảo luôn, không phải thư ký thật. Hàm nó đặt, tôi đặt hàm trước rồi. Là tôi có ngày đó, giờ đó nhắc tôi. Thì nó nhắc, hôm nay và giỏi hơn nữa thì copy giùm tôi nội dung của cuộc họp trước. Cuộc họp hôm nay trả lời mấy câu này anh ạ. Công nghệ rất khủng khiếp các anh chị. Để tiếp lời... các anh chị vừa nói về công nghệ rất kinh khủng về đầu tư. Hiện nay đang có một số đại gia, anh bạn tôi là anh Bùi Quang Ngọc, tổng giám đốc FPT. Anh để nhiều tiền quá. Và anh chị biết anh đầu tư nông nghiệp kiểu gì không? Ông đang đầu tư 5 cái nhà yến ở trong Bình Thuận á. Các anh chị biết con yến ở trong miền Trung là ra được tiền rất nhiều. Ông thích yến, ông thích yến ăn. Thì ông bỏ tiền cho một thằng đệ tử nó làm trong đó, nó đầu tư yến kệ nó.
5 năm nay chưa bao giờ ông đặt chân vào đó ông coi cái nhà yến của ông. Nhưng mỗi ngày ông mở máy ra, sensor báo cảm ứng mọi thứ không mất một đồng, và cái nhà yến nó tự động hóa hết. Chim bay vô, chim bay ra, bao nhiêu kilo yến mỗi ngày báo cáo trên máy hết. Hôm trước anh cầm tôi, anh khoe nó này, coi nhà yến 4.0 của anh này, mở ra nó cái video yến bay lập trời trong đó. Được không các anh chị? Được. Vấn đề có muốn làm hay không, có đặt đầu bài hay không. Một ví dụ cuối cùng về nông nghiệp, hôm nay tôi không có thời giờ để cho anh chị xem. Anh chủ tịch của Viettel cũ là anh Xuân, toàn là những đại gia làm giàu nhờ công nghệ thông tin, bây giờ nhảy qua làm nông nghiệp. Sau anh Xuân là chủ tịch, anh Hùng trước đây là tổng giám đốc, thì anh Xuân bây giờ vào miền Nam, chủ của 40 cái đầm tôm ở trong Cà Mau. Và đầm tôm của ông này là đầm tôm 4.0. Ông phát hiện ra tôm cực kỳ tốt, nhưng mà nó rất hay chết là vì người nông dân không tuân thủ quy trình cho ăn. Mùa mưa nước ròng lên mà bỏ nhiều thức ăn xuống trôi mất, lãng phí. Nhưng mùa cạn mà bỏ quá nhiều nước ăn thì nó sôi lên, nó thối, nó chết. Thế thì ông chế ra những cái máy phun thức ăn. Và máy này gắn một cái sim card của Viettel. Lập trình ông nông dân không làm gì cả, ngoài chuyện buổi sáng ra coi đúng dự báo thời tiết ngày hôm nay mưa nắng đúng không, program bấm lập trình số 1. Hôm nay máy tự phun ra kiểu này, máy làm. Và chỉ ra lệnh bằng điện thoại, tất cả vùng mênh mông cái đồng tôm máy nó tự cho ăn, chính xác hơn người. Tuần sau những cái tháng hạn hán, program số 3, nhiệt độ này, giờ này. Và nông nghiệp tôm của ông bây giờ xuất khẩu. Các anh chị à, chúng tôi cần các anh chị gì? Thay đổi tư duy và nói đúng như lãnh đạo các anh chị vừa nói. Đặt đúng đầu bài. Cho tôm ăn mấy lần thì tôi không giúp được, nhưng mà ông nông dân giúp được, ông biết. Nhưng mà đặt cái đầu bài này vào, công nghệ nó giải quyết. Nhà tôi rất buồn cười, bây giờ tôi có một thằng con trai bé ở nhà. Bà giúp việc, làm linh tinh, để một cái webcam, tự nhiên làm việc tốt hơn hẳn luôn. Ý thức nhân viên. Điều thứ hai, gắn một cái sensor rất rẻ, 50.000 đồng, cộng thêm một cái sim card, 100.000 nữa là 150.000 đồng, lên một phần mềm về bảo mật. Ngay cái cửa vào cái tủ két đựng tiền vàng của gia đình, ấy, đã dặn rất rõ là không bao giờ dọn dẹp cái tủ này và không bao giờ được mở cái cửa này. Tay máy vừa mở cái cửa ra, ở đây chủ nhận tin, người giúp việc đang mở két. Và 150.000 đồng một cái sensor với một con chip qua điện thoại di động các anh chị. Một cái sim card. Công nghệ rẻ tới mức khủng khiếp. Và tôi nói lại các anh chị này, chỗ nào đang mất tiền nhiều nhất, hãy nhảy vào làm. Tôi cam đoan là mọi dịch vụ doanh nghiệp của quản trị đang làm, từ cà phê, nhà hàng, hải sản, đang thất thoát 30% tiền mình bỏ ra. Chỉ số hóa cái này thôi ra tiền. Và một lần cuối cùng tôi nói lại là đất nước Malaysia chỉ giàu nhờ số hóa đất nước thôi đã ra tiền. Đúng câu hỏi của em. Ok. 3 tuần nữa tôi quay lại quản trị, phối hợp một số doanh nghiệp làm thật. Và tôi tính bàn với anh Hoàng sẽ đưa ra một chương trình thứ hai là công nghiệp 4.0 trong quản trị doanh nghiệp, làm thiệt luôn. Chuyên gia tới đây làm, chìa khóa trao tay thử. Nó đưa vài cái công nghệ về, giá cực kỳ rẻ các anh chị. Các anh chị muốn đổi đời không ạ? Chúng ta hãy thay đổi từ cái buổi hôm nay nếu chúng ta thấy là thuyết phục. Thế thì chúng ta chuyển lên. Tôi giới thiệu cái nền tảng này. Các anh chị lên đây xem video, các bạn làm free hit MyXteam. Nhớ một nền tảng của một cậu thanh niên trẻ của FPT ra, bây giờ phát triển cực tốt. Ông này là 6 công ty khác nhau. Và nó hay một điều đó là ông giải phóng ông. Ông chủ vừa là chủ tịch vừa tổng giám đốc 6 công ty. Mà bây giờ anh Hòa biểu đi đâu tỉnh nào là gọi phát là đi luôn. Tại sao các anh chị biết không? Nguyễn quá rảnh rồi. Giám đốc ông chủ vẫn rảnh như vậy. Tôi nói là sẽ về quản trị 3 tuần nữa là cậu này sẽ về đây. Và tôi nói cho các bạn này, một bạn này từ sinh viên nghèo của miền Trung vào Sài Gòn quần quật. Và nó nói với tôi là anh ơi, công ty em mà nó lớn một chút thôi em chết. Em làm bạn với 2 thằng khi làm doanh nghiệp. Thằng bận và thằng buồn. Vợ nó muốn bỏ luôn vì quá bận. Cuối cùng khi em nhờ công nghệ này rồi, bây giờ nó giải phóng em đi chơi khắp nơi. Và cách tốt nhất để phát triển công ty của các bạn là biến mất khỏi công ty mà công ty vẫn chạy được. Chứ bây giờ có cái mặt ông giám đốc, ông chủ thì nó mới làm là các bạn chết luôn. Và hiện nay hình như hầu hết doanh nghiệp ở quản trị này là chủ phải có
quay mặt đi cái là mất, chết chắc anh chị. Các anh chị kiểu đó, các anh chị tự chôn mình vào cái đời sống của thằng bận với thằng buồn. Ok, hẹn gặp nhau 3 tuần nữa tại Quảng Trị và xin cảm ơn các anh chị.